Hello cả nhà, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen với cái phần mềm học online của Theo4vn ha. Là Theo4vn các lớp online thì sẽ sử dụng cái phần mềm này. Đây mình làm từ đầu luôn. Thì phần mềm này là phần mềm Zoom, zoom.us nè. Thì cái cách cái lớp học mình sẽ tổ chức như thế này. Các lớp học online của Theo4vn á thì mình sẽ học vào các buổi tối trong tuần. Thì thường là một tuần mình sẽ học 2 buổi vào tối thứ ba hoặc là tối thứ năm hàng tuần từ 20 giờ đến 22 giờ. Và cái phần mềm mình sẽ sử dụng cho cái việc học là phần mềm Zoom. Cái phần mềm này thì giảng viên và các học viên mình có thể cài trên laptop của mình, có thể là chạy trên Windows này, có thể chạy trên Mac OS, có thể chạy trên web hoặc là trên mobile app, trên Android hoặc iOS. Thì trước khi mà bắt đầu với cái lớp á, thì giảng viên sẽ là tạo một cái room. Thì ví dụ như đây là mình là giảng viên ha, thì mình sẽ tạo một cái room. Đây mình sẽ login. Trước giờ học thì giảng viên sẽ tạo sẵn một cái room. Rồi mình join vô. Tại trong quá trình học thì mình sẽ tương tác qua 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 cái video conference này nên mọi người sẽ join vô. Và đây các lớp học của mình thì sẽ có một cái group chat, có thể là trên Facebook hoặc có thể là trên Zalo. Thì giảng viên sẽ là copy cái URL của cái link của cái buổi học hôm nay sẽ gửi cho lớp, chẳng hạn như là đây gửi cho, ví dụ đây là cái group của lớp học mình đi, là sẽ là gửi cho tất cả học viên, thì học viên sẽ join vô. Thì trước khi học viên tham gia ha, thì mình sẽ cứ gửi thôi, thì các bạn một tí các bạn sẽ tham gia vô. Thì trước khi học viên tham gia vô lớp thì mình sẽ giới thiệu sơ về chức năng của cái phần mềm này. Đây thì một bạn đã join vô rồi. Thì mình đứng vai trò là mình là giảng viên ha, mình sẽ thấy được là mình là chủ cái room, thì mình sẽ thấy được là bao nhiêu bạn đang đang join vô rồi. Đây, Manage Participant nè. Đây là có bạn An đã join vô cái lớp của mình rồi. Đấy, thì giới thiệu sơ về các chức năng của cái phần mềm này. Thì nó có là mute, đây là cái thanh công cụ của của giảng viên. Đây là mute, unmute, tắt tiếng hoặc là mở mở tiếng lên ha. Bật tắt video. Đây có thể là invite lúc đầu nãy là mình sẽ invite các học viên. Rồi đây là quản lý, đây là danh sách các bạn giảng viên là host nè, là người host của cái room này, và đây là các học viên. Rồi mình có thể share screen, ví dụ ha, share screen hoặc là tí mình sẽ test chức năng share screen sau. Còn mình có thể là chat này, ví dụ mình chat là hay cả lớp. Mọi người có khỏe không ha? Hello cả nhà, mọi người có nghe nó không? Đây thì cái room này là cái room control ha, là mình là người quản trị, mình có thể là bật dạ khỏe chào anh này, các bạn này, các học viên của mình đang là mute lại, mute tiếng lại để chi, để không ảnh hưởng trong quá trình giảng của giảng viên ha. Thì mình là người admin thì mình có thể là bật mic của các bạn này lên cũng được, chẳng hạn như là mình muốn là nói chuyện với Hạnh đúng không, thì mình sẽ là unmute cái mic của Hạnh, thì Hạnh có thể là nói chuyện với cả lớp luôn. Alo Hạnh, unmute ha. Hello. Hello anh. Nghe nói đúng không? Dạ, em nghe. Rồi rồi, ok. Rồi, xong thì mình sẽ mute lại ha. Đấy, trong quá trình học thì mình giảng viên và các học viên có thể tương tác qua những cái công cụ này. Một là cái phần chat. Trong lúc mà giảng viên giảng thì học viên có thể là chat vào đây và giảng viên sẽ trả lời. Thứ hai nữa là học viên có thể là bật cái mic của mình lên và mình sẽ phát biểu ở đây. Rồi trong quá trình học thì giảng viên sẽ cần share cái màn hình, share cái slide hoặc là share cái terminal mà mình gõ lên đó, thì có thể là chọn chức năng share screen. Đây chức năng share screen, rồi share toàn bộ desktop luôn ha. Đây, đây mình có thể share cái slide. Rồi cả lớp có thấy cái slide của anh không? Mọi người chat vô đi ha. Rồi, đây, em thấy ha. Đây,
Đấy, slide. Rồi mình có thể là mở terminal. Đây, cái giao diện lòng lệnh của mình. Rồi, mọi người có thấy cái terminal, cái tổng đài của anh không? Cái con server Linux của anh này. Rồi, ok, thấy chưa? Đấy, thì các học viên có thấy cái màn hình của giảng viên để mà theo dõi trong quá trình mình làm lab ha. Rồi, ví dụ như trong quá trình học thì các học viên có thể là có vấn đề với cái bài lab của họ và trên cái máy của họ luôn, thì họ có thể là giảng viên có thể đưa cho họ cái quyền mà share màn hình để họ có thể là chiếu cho cả lớp đều thấy và giảng viên sửa bài ngay trên cái máy của học viên luôn. Ví dụ như bạn Tuấn này thì có thể là trao quyền cho bạn Tuấn, bạn gặp vấn đề về bài lab thì bạn có thể là share cái desktop của bạn ha. Ở đây Mac hot. Rồi Tuấn share cái terminal của em giùm anh với. Rồi mình sẽ thu gọn lại cho nó gọn gọn mình nhìn ha. Đấy, đây là màn hình của Tuấn ha. Tuấn gõ gõ enter vài chữ thử coi em. Rồi thấy chưa? Rồi thấy không? Rồi Tuấn bật mic lên nó nói chuyện luôn đi. Dạ rồi. Rồi đấy, thì Tuấn thấy ví dụ như đây. Trong quá trình học thì Tuấn gặp vấn đề gì với bài lab thì Tuấn có thể là bật mic lên, Tuấn share màn hình và Tuấn sẽ trình bày vấn đề của mình ha. Thì lúc đó giảng viên có thể là tương tác và hỗ trợ Tuấn và cả lớp đều mình đều có thể theo dõi được luôn. Rồi anh cảm ơn Tuấn nha, Tuấn trả cái quyền host là lại cho anh đi. Dạ. Rồi đấy, quay lại cái quyền host của mình ha, của giảng viên. Thì đấy là cái cách của mình các lớp học nữa. Rồi chẳng hạn như đây phía bên Tuấn là mình nghe hơi ồn ha, mình có thể là mute tương lại luôn. Rồi ok đấy, thì giảng viên có thể là giảng tiếp tục. Thì T4VN đây là cái cách học online của T4VN hiện đang đào tạo các lớp về T4VN có dạy online các lớp về VoIP nè, từ cơ bản đến nâng cao. Rồi dạy về Linux là BI, chứ chỉ là BI 1.2. Về OpenStack, Cloud Computing mà dùng OpenStack, dạy về Docker và các lớp về lập trình. Thì T4VN có dạy cả online và offline, thì đây là cái cách mà mình học sẽ học là online và học là tương tác trực tiếp với giảng viên qua cái phần mềm Zoom này. Thì là nó cũng sẽ đảm bảo được cái chất lượng. Tất cả các học viên mà mình sau cái buổi học đều được là giảng viên. Tức là sau buổi học thì giảng viên sẽ là đóng cái room này và sẽ là export thành cái file video và sẽ gửi cái video nội dung của cái lớp học này gửi cho quản lý lớp và quản lý lớp sẽ share lại cho các học viên qua YouTube hoặc là các công cụ khác để cho các học viên có thể xem lại cái nội dung của bài học của mình. Thì có thể là học viên đấy hôm đó là có tham gia buổi học hoặc là bữa đấy học viên bận gì đấy thì đều hoàn toàn là có thể là tất cả đều nhận được cái video hết để đảm bảo được cái chất lượng đào tạo mà T4VN mong muốn và các bạn học viên cũng mong muốn luôn. Thì đây là mình sẽ demo tiếp là ví dụ như là cái lớp học mình đã xong ha, thì giảng viên sẽ tiến hành là hồi nãy mình chưa bật record, bây giờ mình sẽ chỉ tính năng record đây. Record cái lớp học ha. Do cái máy của mình nó đầy. Bây giờ mình sẽ tối thiểu 1 GB mới được, mình sẽ xóa bớt ha. Mình sẽ xóa bớt. Tuấn lấy giùm mang lên giùm anh cái adapter đi Tuấn. Nó hết pin rồi. Cái máy mình nó bị đầy ha, tức là nó yêu cầu phải là để mình nó yêu cầu phải là 1 GB để mà lưu được. Đây mình sẽ xóa bớt ha. Rồi. Okay.
Rồi để coi mình đủ dung lượng hay chưa ha. Nãy mình cũng quên kiểm tra là cái máy mình nó bị đầy mất cái độ cứng ha. Rồi ok, 1.03 là mình có thể record được rồi. Record on this computer ha. Register. À vẫn không chịu à. Record on cloud. Rồi tạm record on cloud cũng được ha. Chứ đáng lẽ mọi người giảng viên thì có thể là record ở ngay trên máy của họ luôn. Và cuối cái buổi meeting, cuối cái buổi học thì giảng viên sẽ stop chức năng recording ha. Và end cái meeting luôn. Sau khi end meeting thì hệ thống sẽ tự động convert cái file meeting này thành cái file video và sẽ gửi lại cho quản lý lớp, và quản lý lớp sẽ gửi cho các bạn. Đây mình sẽ end meeting. End meeting thôi. Rồi bye bye cả nhà luôn nha. Đấy. Rồi thì kết thúc cái lớp học thì thường là nó sẽ nằm ở đây. Kết thúc cái lớp học thì sẽ cái video nó sẽ nằm ở đây. À, do hồi nãy mình record là record nằm ở trên cloud. Nếu mà record trên máy tính thì nó sẽ nằm ở đây và sẽ mất khoảng là 10-15 phút gì đấy convert thành file video và nằm đây. Thì giảng viên chỉ việc là copy file video và gửi lại cho quản lý lớp thôi. Và quản lý lớp sẽ gửi lại cho học viên. Đấy. Thì mình mô tả sơ về cái cách học online tại Theo4vn như vậy ha. Thì hy vọng là sẽ gặp mọi người trong các lớp sắp tới. Rồi, bye bye cả nhà ha.